thôi mình vô học luôn các bạn. Rồi thì mình sẽ ôm một chút xíu về cái tương lai của Thành. Tương lai của Thành dùng làm gì đây Lối? Trước một sự việc thôi hả? Sự việc hành động với Trang. Ngoài cái đó ra nó còn dùng trước một cái gì nữa các bạn? Trước một cái thời điểm ha. Thời điểm hoặc là cái một cái sự việc, một hành động xảy ra ở trong tương lai, hoàn thành ở trong tương lai, trước một cái thời điểm hoặc là một cái sự việc nào đó ở trong tương lai. Đây các bạn, nó chia ra hai cái thầy. Đầu tiên đó chính là cái thời điểm. Thời điểm thì một số dấu hiệu giúp thầy đi duyên. Dấu hiệu của tương lai hoàn thành đó. Nó có cái gì? Vào khoảng của mời bài này. Bài trước cho thầy đi. Bài. Thầy kia bài nó mang nghĩa là gì ta? Vào lúc vào khoảng. Thầy kia đó, bài nè nó cộng một cái thời điểm nè. Ví dụ như là by 2050 đó, ok ha. Rồi còn gì nữa ta? Tâm by gì nữa? Và cuối cái gì đó by gì các bạn? By the end of, được chưa? By the end of, ví dụ như tháng này, this month. Ví dụ như là gì? Vào cuối tháng này thầy sẽ gọi là xài được khoảng 10 triệu được chẳng hạn, được chưa? Đó thì trước cái khoảng thời gian này thầy sẽ dùng tương lai hoàn thành. I will have spent, được chưa? Khoảng 10 triệu, được chưa các bạn? Đó rồi, được chưa các bạn? Rồi còn nào nữa nữa? Dấu hiệu nào nữa? Về thời điểm nào? Còn nào nữa? Ba lần sau nó sau đó phải là cái gì? Ba lần sau. Nhưng mà sau đó là một cái thời điểm à? Một cái mệnh đề như thế này, được chưa? Đó nhưng mà mệnh đề nó phải sử dụng thời gì? Hiện tại đơn các bạn ha. Đó, hôm nay là vào lúc vào khoảng như thế này. Nhưng mà sau đó còn một cái mệnh đề ha. Một cái clause, một cái mệnh đề, được chưa? Đó thì còn cái nào nữa, một cái cuối cùng nữa. Cái nào nữa nhỉ? Nhớ không? Cái cuối cùng nữa. Before. Đúng rồi, before. Được chưa? Mà sau before nó phải là một cái gì? Sau before nó phải là một cái gì? Mệnh đề, một cái thời điểm được không? Được không? Được, thấy chưa? Nó y chang, nó có y chang gì hết trơn. Before sau đó là một cái mệnh đề hoặc là một cái thời điểm. Tôi ví dụ như là trước khi mà mày gọi cho tao đó thì chắc là tao đã đi ra ngoài rồi, chẳng hạn vậy. Được chưa? Các bạn nên nhớ tương lai thành mình đang dự đoán nha. Mình đang dự đoán một sự việc nào đó nó đã hoàn thành trước một hành động hoặc là một thời điểm đó ở trong tương lai. Được chưa? Dự đoán và cái hành động đó nó phải hoàn thành, mình dự đoán là nó đã hoàn thành trước một thời điểm nào hoặc là một hành động nào, được chưa? Đó cũng khá đơn giản đúng không? Đề thi đại học thầy nghĩ là nó sẽ ra một câu trắc nghiệm đó, cũng khá là dễ thôi. Nó có dấu hiệu của ba đời sang vế sau dùng tương lai thành rất là dễ các bạn ha. Rồi còn cái gì để nói nữa chúng ta chắc hết rồi ha. Rồi thì cái này là cái cấu trúc nó là anh biết rồi, will ha, cộng động từ ba. Nhưng mà lưu ý với thầy cái gì nữa? Lưu ý cái gì điểm nào nữa? Bị động. Rồi các bạn phải nhớ coi thử con câu nó có bị động hay không, will ha, rồi như nào nữa. Biến rồi động từ ba thôi, quan trọng là coi thử nó có bị động hay không. Ngoài ra ví dụ mà bị động nó còn đối với trường hợp nào nữa? Cái câu khẳng định nè, rồi bị động nè, rồi còn gì nữa? Phủ định thì quá đơn giản, will ha, nó còn trường hợp cuối cùng nữa là gì? Câu hỏi, được chứ? Đó will nè, rồi chủ ngữ thôi, được chứ? Để ví dụ như này, will ha thì các bạn nhiệm vụ chỉ cần con will bên đầu, được chưa? Thành will ha. Còn đối với trường hợp câu hỏi như mai mưa đó, được chưa? Cho nên là lưu ý thầy bị động, câu hỏi và câu phủ định này, được chưa? Chứ không phải lúc nào đề thi nó cũng cho sẵn mấy đứa cái câu khẳng định đâu, được chưa? Đó thì kiến thức có như đó thôi, bây giờ mình bắt mình sửa ra. Rồi câu số 1 là thầy đi mình bự lên cho các bạn cùng nghe. Rồi chị tiếp thầy luôn. Đúng rồi, chính xác. Mình đang dự đoán đúng không ạ? Đó, ví dụ như là bạn mình rủ đi chơi. Ê mày, chiều nay 3 giờ đi chơi đâu? Mình nói tao chắc là tao đi được đâu, bởi vì tao có nhiều bài tập lắm và tao không nghĩ rằng tao sẽ hoàn thành xong bài tập vào khoảng 3 giờ hoặc trước 3 giờ cũng được. Được chưa? Rồi, câu số 2 giúp thầy đi phiền. Will have won. Được chưa? Những bài này dễ cho nên thầy không biết bản những bạn. Rồi chị giúp thầy đi nha. Will have won.
Tôi tin rằng họ sẽ thắng được 3 trận cuối tháng này. Được chưa? Rồi con số 3 thầy luôn Trang. Chị cho thầy nè. Họ đã dùng buổi sáng là họ, em đang dự đoán là họ đã dùng buổi sáng xong trước khi mình đến không? Đúng rồi, phải dùng xong rồi. Được chưa? Nhưng mà mình đang dự đoán nó sẽ xong nha các bạn. Rồi, will have had. Rồi, tiếp tục con số 4 nè. Duyên môn như Adrian. Will gì? Will have already started. Được chưa? Đó, thì cái này là đúng của nó phải là we will be late đó các bạn. Sửa lại với thầy ha, we will be late. Bởi vì này nó nói về trong tương lai nè. Được chưa? Thử cho thầy một cái ví dụ đi ra. Tại sao con này mình dùng we will be late, the film will have already started by the time we get to the cinema. Cho thầy một cái ví dụ cụ thể đi anh. Ví dụ đó luôn, kỹ luôn á. Em nói là chỉ còn nói bằng cái việc thôi, hiểu như thế nào. Quan trọng là phải hiểu đúng không? Thì chúng ta sẽ trễ mất cái đồ cái bộ phim đó. Nhưng mà em cho thêm cái thời điểm cụ thể này nọ đi. Ví dụ như 8 giờ là bộ phim bắt đầu. Là 8 giờ kém 5 mình mới bắt đầu đi. Thì nó còn khi mà tới đó thì bộ phim nó bắt đầu. Đúng rồi, mình dự đoán đúng không các bạn? Đó, mình đoán cho một thời điểm rất là cụ thể. Đó, cho nên là thầy mong các bạn phải hiểu cái câu này đang nói về gì. Rồi, câu tiếp theo hay luôn nha. Câu số 5 đúng không? Will gì em? Will have translated. Chị biết thầy nè. Ủa sao mà có được? Translate là gì? Google translation là gì? Dịch đó. Được chứ? Translate là dịch đó. Bài test là bài gì? Test là bài gì? Đâu phải bài chúng ta đâu. Cái văn bản. Các bạn nhớ nha, test danh từ là cái văn bản như bạn hoặc là đoạn văn, còn động từ là gì? Nhắn tin. Được chưa? Đó, thì cái này em đã dự đoán là nó là em đã dịch xong chưa? Ủa sao đã nói là tương lai hoàn thành là phải dự đoán nó phải xong rồi chứ, nó phải hoàn thành rồi chứ, để nó tương lai hoàn thành nó phải hoàn thành chứ thầy. Chưa hiểu hả? Nó ở trong tương lai nhưng em dự đoán nó sẽ hoàn thành trước một thời điểm nào đó, phải xong với thầy chứ, phải xong trước với thầy, cho nên lúc dịch các bạn thì chỉ xong với thầy. Đó, thì câu này là gì? Vào 2 giờ sáng mai thì tôi dự đoán là tôi sẽ dịch xong cái đoạn văn bản này. Rồi tôi câu số 7 với thầy luôn, bình hai cả luôn. Câu 6 này tôi sẽ viết xong cái bài luận của tôi về con hổ Siberian. Lúc này gọi điện cho tôi. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà phải chia thầy chứ. Yeah, will have written. Will have written. Đó, phải là viết xong cái thầy luôn. Rồi, by the time, sau bài xong hiện tại đơn thầy. Rồi câu số 7, hai câu cho thầy luôn đi cho. We have been to spend ở dưới nào ta? Ta đúng không? Spent. Được chưa? Rồi vế sau thầy nè. Will have failed. Rồi câu này chỉ cho thầy nè. Fortnite là gì mấy đứa thầy dạy rồi mà đúng không? Fortnite là gì? Đúng rồi, hát tuần. Dạy rồi. Đúng không? Dạy không phải là từ đầu tiên nữa. Hai lần rồi, Fortnite nó chỉ là hai tuần. Vậy by the end of Fortnite mấy đứa có thể dịch là gì? Cuối 2 tuần nữa, được chứ? Đó, Fortnite thì sau này thầy viết từ vòng bên đây nha, cuối giờ mình sẽ ôn cho các bạn. Được chưa? Đó, và khoảng cuối 2 tuần nữa thì như thế nào đây Trang? Xài hết tiền chúng ta. Được chưa? Đó, xài hết chưa? Mình đang dự đoán xài hết rồi ha. Rồi, gì nữa? Đó, một công việc khác. Được các bạn. Đó, mình dự đoán mình sẽ tìm xong rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục con số 8 với thầy luôn đi em. Tâm nè. Đó, năm sau thì Tom và Alice sẽ cưới nhau được 25 năm. Được chưa bạn? Rồi, tiếp tục câu số tiếp theo luôn đi tiếp. Rồi, chị tiếp theo luôn. Đó, thì thật sự thì đề thi nó ít ra cái câu phủ định lắm các bạn. Rồi, câu số 10 tiếp theo luôn đi. Rồi,
rồi chị biết hai nè. Dấu hiệu lời khai thì end of the term là cuối học kỳ ha. Rồi, chị biết hai nè. Ờ, việc của mình rồi, được chưa? Đó, rồi con 12 cái luôn đi em. Quy hạt trên, gì tiếp theo nè? Các bạn nhớ chưa, the washing up là gì? Giặt đồ các bạn ha, thì câu này là xuất hiện trong đề thi năm vừa rồi rồi nha. Rồi, thôi các bạn tôi nói thầy xin lỗi. Ủa, do the washing up là gì? Ồ, rửa chén chứ thầy gì nhầm. Do the washing up là rửa chén nha. Giặt đồ mới là gì nữa? Ờ, do the laundry. Được chưa? Đó, năm ngoái đã ra do the washing up rồi. Được chưa? Rồi, thì câu này là mẹ của tôi sẽ làm xong cái việc rửa chén lúc mà bạn về nhà. Được chưa? Lúc mà anh chị gì đó về nhà. Rồi câu 13 giúp thầy luôn đi em. Nhật cái này phải chính từ đâu em? À, cái này đang mang chức năng là gì đây? Động từ đó, tính từ là gì? Hoàn hảo gì? Động từ đó là gì? Hoàn thiện hoặc là gì đấy, làm cho nó hoàn hảo hay là gì ta? Hoàn thiện rất là hay, được chưa? Hoàn thiện, được chưa? Đó, các bạn nhớ tính từ động là perfect, được chưa? Còn động từ là perfect. Mình nhắc vô thứ hai nha. Rồi, you will have perfected. Được chưa bạn? Là câu này là gì? Vào lúc mà bạn kiểu như là quay trở lại đây từ Mỹ thì chắc là bạn đã hoàn thiện được cái tiếng Anh của bạn rồi. Được chưa? Đó, cái này đang đà hạnh nó đang là chủ động đúng không bạn? Rồi tiếp tục câu số 14 thầy luôn đi ra. Dạ là will have passed. Ừ, will have passed giúp thầy nè. Vâng, họ sẽ vượt qua bài kiểm tra khi mà họ đi chơi có một chuyến đi. Đấy là đến khu bảo tồn thiên nhiên. Đúng rồi, khu bảo tồn thiên nhiên reserve, khu bảo tồn thiên nhiên các bạn, thầy dạy các bạn rất là nhiều rồi. Được chưa? Là tụi nó, em dự đoán là tụi nó đã thi xong hết chưa? Rồi thi xong rồi các bạn ha. Rồi là câu cuối cùng thôi, ủa sao chẳng như ta? Em á. Cái thằng là how we will have discussed. 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 Lại từ đầu. We will have discussed. Chết chỗ bạn tôi vô kìa. Nhìn vô kỹ, nhìn vô kỹ. Hả? Chưa đó thầy nói rồi mà. Will we have discussed? Đó câu hỏi này là từ từ thôi, có phải là mẫu chưa? Đó. Rồi nhưng mà đề thi nó ra trắc nghiệm thì nó không ra tới vậy đâu, nhưng mà câu bài 15 phút, bài 10 phút hay kiểm tra miệng thì nó sẽ bẫy các bạn rất là nhiều. Được chưa? Đó cho nên nó chắc rồi mà, câu hỏi rồi bị động này nọ đó. Được chưa? Will we have discussed? Câu này gì tiếp thầy nè? Chúng ta đã thảo luận cho các bạn báo cáo về những mặt đồng hồ sắp nguy hiểm vào cuối tháng này. Đây câu hỏi mà, câu hỏi trả lời có không mà thầy chưa vẫn chưa thấy cái chữ câu hỏi trả lời có không. Các bạn dịch, thầy nghĩ là dịch dễ thì các bạn vui lòng dịch cái vụ by the time hoặc là cái gọi là cái thời điểm trước. Thầy thầy dịch nè, vào cuối tháng này thì tụi mình đã thảo luận xong cái bản báo cáo về những loài động vật sắp bị tuyệt chủng chưa ta. Câu hỏi trả lời có không mà, phải có chuyện chưa với thầy nữa chứ. Được chứ? Đó, ok ha. Thì 15 câu, ủa lớp mình 15 bạn, lớp mình mấy đứa ta? 18 hay 19 ta? 18 á, thằng 18 á. Vậy một bạn xin vắng, không Nhung xin vắng thì còn ai xin vắng nữa ta? Ai nữa ta? Ờ, Nhi. Đúng rồi, Nhi nè, còn ai nữa? Một bạn nữa. Đồng Hiền xin nghỉ luôn rồi em. Ờ, Đồng Hiền thầy cũng không có thích cho lớp học hành hậu tạo á. Rồi, ok, xong bài này ha. Rồi, chơi thầy cái bài so sánh càng càng. Có còn thầy ôn lại à? So sánh càng càng. Thôi nói lại lẹ luôn đi ha. Nói lại lẹ đi. Nói thầy xin chia các bạn mấy trường hợp đây. Tổng cộng mấy trường hợp? Nó chỉ có 4 trường hợp à. Trường hợp đầu tiên đó chính là chia trường hợp. Trong câu nó có gì? Tính từ. Được chưa? Ở trường hợp đầu tiên tôi nhắc lại cho nó nhớ rồi. Tính từ. Ở trên trường không chia cho mấy đứa nha. Nhưng mà học thầy sẽ chia cho các bạn. Lúc mà các bạn hỏi, giáo viên trên trường hỏi các bạn được, à con này nó chia theo tính từ trạng từ không có. Được chưa? Đó, dịch học thầy thì chỉ kiểu như là nói với thầy thôi, chứ giáo viên khác người ta không nghĩ đâu. Rồi tính từ, được chưa? Đó, trong câu có tính từ, dấu hiệu khi nào?
Rồi, trong câu nó có tính từ khi nào đầu tiên, đó chính là nó có to be các bạn ha. Đó, có to be nè. Ví dụ như là she is angry. Được chưa? Thì chắc chắn cái này là tính từ rồi. Trường hợp thứ hai khi nào mình xác định nó là tính từ nữa? Động từ trạng thái. Động từ trạng thái. Động từ trạng thái, ví dụ hai cái mà rất dễ dàng nhất là gì các bạn? Yeah. Đúng rồi, get là gì? Get hoặc là become, hai cái mà rất là dễ ra sau này chắc chắn là một cái tính từ rồi. Được chưa các bạn? Đó là một thông cái giống như nãy một bài duyên người nói trước một cái danh từ. Rồi đó dấu hiệu của tính từ ha. Đó mình chia đối vậy đối với trường hợp càng càng mình chia như thế nào quá là dễ. The cộng tính từ nhưng mà so sánh hơn. Được chưa? Nhưng mà chia ra mấy trường hợp? Không phải hai trường hợp không? Có những trường hợp đặc biệt đúng không? Nhưng mà phổ biến nhất là gì? Thêm er cộng với tính từ cộng er này rồi sau đó more cộng tính từ ha. Rồi một số trường hợp đặc biệt ví dụ như là mình cắt đuôi này nọ này các bạn ha. Ok. Đó rồi đã trường hợp tính từ. Trường hợp hai là trường hợp gì? Trạng từ. Ok, trường hợp trạng từ. Trạng từ dấu hiệu thì quá dễ rồi ly. Nhưng mà có phải lúc nào cũng vậy không? Không. Đó, trạng từ thì chia ra hai cái, trạng từ ngắn và trạng từ dài. Trạng từ ngắn là những trạng từ nó như thế nào mấy đứa? Đặc biệt. Ví dụ là gì? Fast là một cái nè. Tiếp tục. Early chắc chắn rồi. Early nó vừa là gì? Vừa là tính từ vừa là trạng từ. Được chưa? Đó, ok ha, rồi gì nữa? Late đúng rồi. Hard đúng rồi. Mình có early mình sẽ có gì nữa? Soon. Được chưa? Đó, ok ha, rồi còn gì nữa? Còn một hai cái nữa mới được. Đáng nhớ thầy nữa đi. Thôi như này được rồi. Đó, năm cái là rất là dễ ra. Được chưa? Đây là những cái trạng từ. Cái này vừa là tính từ, vừa là trạng từ luôn. Hai cái này vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Không ra gì. Ba cái này vừa là tính từ, vừa là trạng từ luôn, đúng không các bạn? Đó, lúc mà chia thì earlier, nhưng mà dù mà the more early nha các bạn. Bởi vì nó vô tình là tính từ luôn mà. Được chưa? Vậy đối với những trường hợp trạng từ dài là trạng từ nó có gì? Có liền. Được chưa? Đó, cái A đó đối với trường hợp trạng từ. Đó, ví dụ như là the more quickly you read. Được chưa? Đó. Chẳng vậy. Bạn càng đọc nhanh thì rõ ràng read là động từ rồi, cho nên còn trạng từ. Đây là trạng từ dài. Được chưa? Không dùng mà quickly rồi các bạn. Mình chỉ biến y dài thì đi ngắn và thêm er khi nào khi nó là gì? Tính từ nha. Còn trạng từ là đừng có biến đổi nha các bạn. Rồi trường hợp thứ ba đưa chi đối với trường hợp gì nữa? Trong câu không có tính từ, trong câu không có trạng từ, mà trong câu nó chỉ động từ thôi. Ví dụ tôi càng đọc cuốn sách này thì chỉ cần gì thôi mấy đứa, đơn gì thôi, the more thôi. Đó, chi đối với trường hợp động từ này, the more I read this book, the more I like it. Chẳng hạn vậy. Được chưa? Đó, và trường hợp cuối cùng là trường hợp mà cũng khá là dễ đó, trường hợp gì mấy đứa? Tính từ, động từ, rồi trạng từ còn gì nữa? Danh từ. Câu đề nó sẽ có dấu hiệu là gì? Ví dụ tôi càng bạn càng đọc nhiều sách thì bạn càng có nhiều kiến thức. Dấu hiệu trong câu đề là câu đề là gì? Câu đề để mình viết là thành một câu chuyển lại nghĩa không đổi nghĩa. Còn nó đó, đúng không? Câu đề nha, thầy nói câu đề nha. Được chưa? Nói ví dụ nè. Nói như vậy các bạn ở trên hình dung rõ. Đây. Câu đề là một câu như thế này. You read many books. You have a lot of knowledge. Câu đề là một câu đó rất là dở, cho nên buộc là mấy đứa phải chuyển đổi lại cho nó hay. Được chưa? Dấu hiệu là gì? Many, a lot of. Rồi còn gì nữa? Đối với trường hợp không lấy được người ta dùng gì? Much. Được chưa? Đó, ok các bạn. Này, bởi vì knowledge được không? Học knowledge kiến thức không được, mình có gì nói hai kiến thức không hầm, cho nên là thầy dùng much knowledge hoặc a lot là cũng được, bởi vì sau a lot là chơi cái nào cũng được. Được chưa bạn? Đó, câu đề thì dấu hiệu rất là dễ, có many, có a lot hoặc là much. Nhiệm vụ chỉ còn gì thôi mấy đứa, con viết lại càng gì đó, the more rồi gì nữa, the more cộng danh từ, the more books you read. Được chưa? Rồi phải the gì nữa, the more, còn có còn biết lại many much a lot đúng không nha. Được chưa? The more knowledge, đó biết lại thôi, you have. Được chưa? Đó thầy đã chia các bạn bốn trường hợp, nó quá dễ chưa? Ở chứ trên trường dạy tùm lum tùm la quá rõ ràng đúng không các bạn? Rồi ok, vậy xử lý câu đầu tiên của thầy nè.
Ờ, làm những thầy protein đi mình. Rồi, thầy xíu rồi, rồi, vô. Bự lên, cho các bạn nghe nè. Được chưa? Có câu có chỗ nào sai không các bạn? Bạn đọc là gì? The more perfect a diamond is, đúng không? The more expensive it is. Có chỗ nào sai, có chỗ thiếu gì nữa không? Hay đúng rồi? Hả sao đây? Đúng rồi. Vậy câu của bạn mi ổn không? Có thiếu chỗ nào không? Nhận xét thầy đi. Quỳnh câu đó em làm như nào Quỳnh? Câu đó em dịch là gì? Kim cương càng mắc thì nó càng hoàn hảo. Hoặc là kim cương càng hoàn hảo thì nó càng mắc. Hai vế đi chen nhau không? Ở y chang chưa nào cũng được, đúng không bạn? Hết chưa nào cũng được chưa? Đấy chứ, bởi vì hai vế nó bổ sung cho nhau mà. Cho nên ổn. Đấy chưa? Đừng có bao giờ quên to be y với thầy nha các bạn. Rồi con sẽ thấy thầy đi thuyền. Bự lên, thầy nè. Các bạn có biết chip lên là gì không? Học, có thể học. Các bạn có biết chip ribbon là gì? Có thể học được. Nhưng mà các bạn có thể đoán được cái vế đầu tiên là mình chia đối với trường hợp nào mới được? Chia đối với trường hợp tính tự có tu y nè đó, không biết nghĩa là vẫn được đây chứ. Ripen là tùm lum hai hai tiếng rồi này, cho nên dùng the more ripen the plums are the sweeter they are. Plum là cái trái gì mà nói cái mận rồi chứ bạn, plum là trái mận đó. Nhưng mà mấy đứa phải biết đi, nhưng mà cái mà các bạn còn biết đó chính là chữ ripen. Ripen, ripe cũng được đó. Thì cái này nó mang nghĩa là gì đây? Tính từ nhưng mà nó mang nghĩa gì? Chín, các bạn có thể đoán được, được chưa? Đó, trái mận nó càng chín thì nó càng ngọt, được chưa? Thầy thấy người ta thấy nó cũng chẳng uống, càng chín thì nó càng có sâu mới được. Rồi câu tiếp theo thầy luôn đi, em nè. Đúng rồi, the more coffee you drink, nó có chữ a lot ở đây, chỉ đối với được danh từ. Được chưa? The more coffee you drink, the more nervous you will get, các bạn. Có chữ này đó, các bạn hay bị thiếu cái này, làm xong coi kỹ lại được chưa? Đối với trường các bạn làm tự luận ha. Rồi tiếp tục thầy luôn đi Duyên. Indigestion. Rồi đúng rồi, chính xác, được chưa? Đó, indigestion là gì các bạn? Không tiêu hóa được. Các bạn nhớ thầy chữ digestion đó chính là gì? Tiêu hóa ha, sự tiêu hóa. Chữ indigestion là gì? Không tiêu hóa được. Đó, thì câu này là gì? Thầy nói lại. The more people, thầy xin lỗi, the more quickly people eat. The gì đấy? Có tính từ không? Có hai nè. Có tính từ các bạn, có tính từ hay. The higher chance of digestion is. Được chưa? Đó. Câu này câu khó nha, cho nên đề thi nó ra đâu đó. Rồi, tiếp tục câu số 5 với thầy đi em. Thì. Nhưng mà xí xí cái gì được mo ha city em, nếu mà được mo city hả, sao từ được mo rồi em chưa đọc lại nữa coi em coi từ em đọc câu đề nữa coi dịch câu đề nữa em chỉ nói nhanh chung chung được cái ngôi nhà đâu có xác định ngôi nhà đâu đúng không, nhà nói chung. Close là ở hả? Close là gì vậy? Gần, được chưa? Nhà gần trung tâm thì mắc. Vậy câu này em nói chỉ càng càng thứ thôi. Tiếng Việt trước thôi, tiếng Việt trước thôi. Nhà càng gần trung tâm thì nó càng mắc cho thầy. Được chưa? Thì nhà càng gần gần trung tâm, vế đầu tiên mình có, mình chia đúng với trường hợp nào? Mình nói chữ gần nè, vậy gần chức năng của nó là gì? Ờ, tính từ mình chia tính từ vậy, tính từ ngắn tính từ dài ngắn gì chơi thầy nè. The closer, đúng rồi. Vậy the city chỉ center ở đâu? The closer tưởng house center là sao, nhà trung tâm hả? Closer em thì chơi theo cái cộng đi theo cái tu luôn, như thế thấy chưa, gần trung tâm luôn thầy đó, lại nè. How are
house is on, có thể viết lại câu này nè. The closer to the center houses are. Nhà này có biết ngôi nhà nào chưa em? Biết ngôi nhà nào chưa? Ngôi nhà nào? Ở đâu? Xác định chưa? Hay mình chỉ nói chung chung thôi? Mình nói chung chung thôi à. Nó xác định nó có gì tờ rồi. Được chưa? Rồi, à, phải. Thì nó càng mắc. Nó là cái gì? Ở những ngôi nhà càng mắc được chứ? À, mình có biết lại ngôi nhà đó không? À, phải đổ lại thành gì? À, đúng không? Tờ gì đây? Đúng rồi, đó. Expensive they are. Được chưa? Rồi. Thì cái bài này, nhưng mà quan trọng là câu đề. Ủa câu đề là tại sao cổ vậy? Đây đây xin lỗi. Làm xong mình coi lại à. Ơi, có gì thắc mắc không em? Chữ close nó mang chức năng là gì? Nếu động từ mình có dùng closer hả? Nhưng câu đó ai phân tích được cho thầy? Được, nhưng mà phải phân tích rất là dễ, thầy đã tung nhẹ rồi. Biết không Nguyễn? Trang biết không? Đúng không? Rất còn mình đi. Được chưa? Nếu mà con nó dài dòng nó sẽ là gì Trang? Ừ, rất còn mình đi. Houses that are close to the center. To the center. Được chưa? Are expensive. Những ngôi nhà mà gần trung tâm thì nó mắc. Được chưa? Rút gọn mình đề mấy các bạn học lớp 11 là thầy từng dạy các bạn rồi. Rút gọn mình đề như thế nào? Bỏ đá, bỏ cái mệnh đề quan hệ đi. Rồi các bạn bỏ tu bi luôn hả? Chỉ còn tính từ thôi. Được chưa? À, ổn hả các bạn? Rồi nhưng mà có thêm cái đủ tự nhiên center này. Ủa nhưng câu đề là center mà đúng không? Câu đề này, câu đề nó vậy mà. Ủa? Mấy đứa biết vậy có sai không? Có sai không? Không có sai đâu. Nhưng mà ai không biết, ai biết được lúc mà center lúc này là như thế nào, ai biết được. Giống như hồi xưa mấy đứa học, lúc thì nó là fear, lúc thì nó là cái này. Đúng không? Có đúng không? Đó tại sao? Đúng rồi, cái anh cái anh Mỹ gì? Anh Mỹ, anh. Được chưa? Nhưng mà lúc nào đọc á, cái đang đọc trời nha, đọc y chang fear, nhưng mà dòng Mỹ sẽ đọc cái gì? Fear. Được chưa các bạn? Fear tương tự cái này đọc gì? Center, người Mỹ sẽ đọc gì? Center. Được chưa? City center. Và người ta bỏ N tên, người ta sẽ bỏ đi thành center. Ví dụ 12, 20 tháng xong không đọc là 20. Người ta sẽ đọc gì? 20. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Rồi, cái này hỏi nói chơi thôi. Rồi, tiếp tục câu số 6 tiếp theo luôn đi Bình. Đúng rồi, đó. The younger people are, the more quickly they learn. Được chưa? À, con người càng trẻ thì họ học càng nhanh, dễ các bạn ha. Rồi câu số 7 thầy luôn đi, Trang. Nói gì vậy thầy nè? Ừ. Tự nhiên mình đi sớm mà đường nó sạch ngộ vậy? Nó càng gì các bạn? Thoáng. Được chưa? Chị mình đi sớm mà đường nó sạch, mất nó liên quan gì đâu. Đúng không? Chữ này cứ clear này không sẽ là sạch nữa. Được chưa? Đó. Động từ là làm sạch, còn tính từ là thoáng. Được chưa các bạn? Thông thoáng nè, hoặc là vắng nè các bạn. Mình có thể hiểu như vậy. Thầy nói lại nha. The earlier we leave, the clearer the roads will be. Được chưa? Rồi con số 8 với thầy luôn đi nha. Câu này em dịch câu đề trước. Ừ, vậy câu này em chơi tiếng Việt trước càng càng thầy trước, tiếng Việt trước thôi. Ừ, thì càng có nhiều lựa chọn. Được chưa? Vậy câu này em thử tiếng càng càng với anh thầy coi. Đợi xíu. Rồi, câu này chơi thử thầy coi. The gì đây? The bigger. The bigger gì? Supermarket thôi hả? Như này đúng không? Đó, các bạn bị dễ sai nhất là cái mẫu từ nè. A supermarket is. Đúng rồi, với sao? The more choice we have.
coi này có chỗ nào bất ổn, có chỗ nào bất ổn. It has. Một bạn thì là the gì, the wider gì, the wider thôi hả, the wider choice gì. It has. Vậy có các bạn chốt là cái nào đây? Em chốt cái nào luôn? Cái này à. Còn có bạn nào làm câu này không? Câu này nghĩa về không sai, nhưng mà nó vẫn chưa ổn chỗ nào. The more, đã the more rồi, choice là lựa chọn đến được không? Phải thêm gì? As the more choices we have, it has chưa có làm được. Được chứ? Đó, thì nó càng có nhiều lựa chọn hoặc chúng ta càng có nhiều lựa chọn. Được chứ? Đó, hoặc là cái này the wider choice it has cũng được, nhưng mà cái này không còn số nhiều nữa. Bởi vì câu này đâu có số nhiều đó. Được chứ? Đó, cho nên là chơi cái nào cũng được. Được chứ? Đó. Nhưng mà một khi đã the more rồi thì sau đó danh từ đến được thì phải biến thành số nhiều. Được chưa? Đó, the more choices we have. Ổn ha. Rồi, làm thầy câu tiếp theo đi con hiếp. Big chi, chúng ta dùng big này còn đọc dừng nữa. Rồi, thì câu này là gì? The hotter the weather is, the more crowded the beaches. Có quen Will không? Không có thời ghét rồi được rồi. Chưa chưa hết nó phải gấp đôi chữ ta ha. À, không biết rồi. Rồi, tiên nào câu cuối cùng đi em. Chứ confused đang nghĩ là gì? Bối rối hoặc là gì? Khó hiểu, hoang mang, đồng nghĩa là gì? Puzzle, vậy rất nhiều lần đúng không ạ? Đó, puzzle. Confused đồng nghĩa với puzzle là hoang mang, khó hiểu, ai chưa nhớ từ vựng thì biết vào ha. Rồi, vậy con này chơi với thầy đi tiên. Đợi gì? Đợi gì? Phân tích, em có biết chữ word this arm nghĩa là gì không? Thì em coi vế đầu tiên của thầy, nó có tính từ không? Nó có chia trường hợp nhiều không? Ở đó là có chia đối với trường hợp danh từ không? Có chia đối với trường hợp trạng từ không? Vậy chẳng chỉ còn trường hợp còn lại là gì? Chia đối với trường hợp gì? Ở động từ, hiểu không các bạn? Mình không biết nghĩa mình làm không được. Tôi chưa sửa lại với thầy. Chia đường động từ rất là đơn giản đúng không? Nó chỉ còn gì thôi, rồi viết lại thôi. Đó chính là gì? Giờ sẽ tiên nói thầy nó coi. Chia đối với trường động từ mình chỉ còn gì? Được more rồi còn gì nữa không? Được more rồi có thêm bớt gì nữa không? Hay chỉ còn viết lại thôi? Ông viết lại thôi. Động từ chỉ còn được more rồi viết lại từ đầu tới cuối. Còn vế sau mình chia đối với trường hợp nó quá dễ rồi, đời gì nữa? Vế sau là gì hả? Ăn. Ăn em chứ còn đường đường more confused am nha, đó đường more confused ai nha. Để chơi với em đi câu này. Vậy chữ work this am nghĩa là gì? Ai biết được, nó to lên với thầy đi chứ. Làm việc ở đó, làm việc đó, work out đó là gì? Tìm ra cái gì đó, thầy tự dạy các bạn chứ, vậy rồi. Thôi chết. Đó, nhưng mà tìm ra, thôi các bạn biết ra ha, đó chính là giải quyết, work something out. Work something out, đó chính là mình tìm ra cái giải pháp. Được chưa? Hoặc là tìm ra cái đáp án. Được chưa? Đó. Tìm ra cái giải pháp hoặc là tìm ra cái đáp án. Ví dụ thầy nói là gì? Thầy với bạn của thầy thảo luận một cái vấn đề gì đó đi. Đó, nhưng mà gặp một số cái trục trặc. Thầy nói ok, no worries, we will try to work this out. Không sao đâu, thì tụi mình cùng nhau sẽ làm việc để gì đây, để tìm ra cái giải pháp, thì work something out. Được chưa? Đó, ok các bạn ha. Rồi, thêm một cái nữa đó chính là chữ work. Đây là một cái nội động từ, nó mang nghĩa là làm việc đúng không bạn? Đó, ok, nhưng mà ngoài mang nghĩa làm việc, ví dụ thầy nói là gì đây, it works như thế này, nó mang nghĩa là gì các bạn? Nó hoạt động là nó như thế nào? Mình thành công trong việc gì đó. Được chưa? Ví dụ như là mình đang hẹn hò với ai đó đi,
Thường thì ví dụ giả bộ đi, thầy nhắn tin với ai đó, bắt đầu làm quen với ai đó ha, nói là oh, I hope that it will work for us. Được chưa? Bắt đầu hẹn hò nó, ok mình nói mình kiểu như mình mong chờ ok, so I hope that will work for us. Hy vọng là kiểu như cuộc tình mình sẽ gọi kiểu như là tốt đẹp, kiểu như là tụi mình sẽ đến được với nhau chẳng hạn. Hiểu chứ bạn? Đó, chữ work này rồi động từ mang nghĩa là thành công trong một cái việc nào đó, nó thành công, nó hoạt động được. Được chưa bạn? Nhớ này ha. Về thì nó có thể ra. Ok, rồi tiếp tục câu tiếp theo này đi. Hết chưa? Đó rồi ha. Vậy câu này là gì? Tôi càng cố gắng giải tìm ra cái giải pháp cho cái việc này thì tôi càng hoang mang. Được chưa? Rồi làm thầy càng để sau đi ha. Giờ mình xử lý cái bài phía sau đi. Rồi, cái bài số 4 là cái bài rất là dễ ra trong mấy cái đề thi 10 phút 15 thôi. Nặng lắm hả? Nhưng mà cái khúc này, cái khúc chỗ đang là không được làm đúng không em? Bởi vì nó phà qua đáng tiêu rồi, nó không phà qua mấy của mấy đứa. Rồi, làm thay mấy cái bài đó đi mấy đứa. Ủa mấy giờ rồi? 8 giờ mình xong rồi đúng không? Chắc là kịp á, lớp mình học kịp á. Làm đi. Cái câu này nó có sẵn là ví dụ diversity là danh từ nè, mình có thể biến đổi nó là động từ, trạng từ hoặc là tính từ hoặc là một cái danh từ nào đó khác, được chưa? Đó, không nhất thiết là câu đề nó danh từ mà phải buộc biến đổi động từ này, không có nha. Có thể là một danh từ khác nhưng mà nghĩa khác. Rồi bạn nào mà uống khát nước á thì nhìn đi nha. Tại vì nó bên cạnh có mình nước nha, mới đến ra ngoài mở. Thầy uống miếng nước cái. Chưa, cái phần đó thầy chưa cho mấy đứa làm mà. Nhưng mà chắc biết cặp chỗ nào rồi mà đúng không? Thôi làm luôn các bạn, làm đẹp những bài này rất là dễ rồi. So với lúc mình là quá là dễ, thầy dạy hết rồi, không có từ vựng nào chưa dạy hết. Rồi, chia đi ha. Chia với thầy câu đầu tiên đi mình. Diversity là gì ta? Sự đa dạng, sự phong phú ha. Vậy câu này có liên quan tới sự đa dạng nữa không? Phải cụ thể nó là gì? Nhưng mà phải biết đổi chứ. Nhưng mà cái này em coi nè, cái bài này nó liên quan về gì? Về thiên nhiên đúng không? Đó, về thiên nhiên, về sinh học. Vậy sự đa dạng sinh học em chỉ còn thêm gì thôi? Bio thôi. Bio cho thầy thôi. Được chứ các bạn. Vậy câu số 1 là bio cho thầy ha. Đó, tự nhiên người ta diversity, anh chơi người ta diversity lại. Đó lý do tại sao thầy nói là gì? Mình biến đổi lại cái từ loại thì nó có thể là một cái danh từ luôn, nhưng phải là khác cho thầy chứ, đúng không? Thì câu đầu tiên là câu số 1 chúng ta phải ghi bio như này thôi. Bio diversity. Được chưa? Đó. Thì câu này dịch giúp thầy đi em. Chúng ta bây giờ nhận ra có sự quan trọng trong sự thiết việc quan có sự quan trọng để duy trì sự đa dạng của hành tinh. Sự đa dạng gì? Sự đa dạng sinh học. Ừ. Sinh học của hành tinh. Cái việc mình nói làm cho dồi dào. Nó không có động từ làm cho dồi dào. Em đọc hết câu rồi em hiểu như nào rồi em dịch. Được chưa? Which is the rich, which richness of animal and plant life? Nó là sự dồi dào phong phú của các
đời sống thực vật và động vật thì câu này là gì? Bây giờ chúng ta mới nhận ra cái tầm quan trọng của việc bảo vệ, duy trì cái sự đa dạng sinh học của hành tinh của chúng ta, cái mà đó chính là cái sự dồi dào phong phú của đời sống hoang dã. Hiểu được vậy, như vậy được rồi. Con số 2 thay điều kiện là habitat, được chưa các bạn? Đây là con danh từ, được chưa? Habitat thì ai cũng biết rồi, thì câu này chỉ thích thầy đi nha. Đời sống hoang dã. Đúng rồi. Pond là gì các bạn? Pond là gì? Pond là gì? Không phải. Pond là gì? Pond là sự rửa mặt á. Rồi pond là ao hồ các bạn ha. Ao thôi, đừng có ao hồ em. Ao thôi được rồi. Còn cái marshes mấy đứa khỏi biết đi, mấy đứa marshes khỏi biết đi, đó chính là cái đầm này. Còn cái từ tiếp theo là kiểu desert mấy là gì ăn biết rồi ha, sa mạc. Thấy chưa? Marshes đó chính là cái đầm này thì các bạn khỏi không biết đi. Nhưng muốn thì học. Rồi. Nhưng mà thầy sợ học không quên là cho nên thầy không có giờ kỹ. Rồi con số 3 đó thầy đi em. Đúng rồi, các bạn nhớ. Conserve động từ là gì nữa? Duy trì bảo tồn gì đó, thì tính từ của nó là conservation luôn, vừa là danh từ vừa là tính từ conservation. Được chưa? Bạn nào mà chưa biết viết cái từ nào thì nói thầy nghe, bởi vì những từ này rất là dễ so với lớp mình rồi. Conservation. Mấy đứa đừng ngựa biết thành conversation là chết nha mấy đứa, đúng không? Hay bị lộn này, conservation nha các bạn. Đó, hai cái này rất là dễ lộn, được chưa? Đó, conserve nha, không phải convert, đó là đoạn, không phải đoạn hồ sơ. Vì con này em chỉ giúp thầy đi ok. Đúng rồi, cộng đồng của bạn, được chưa? Đó, phải thực hiện những cái biện pháp bảo tồn trong cộng đồng của bạn. Các bạn nhớ action đi theo với động từ take cho thầy nha. Take action là tương nghe, tương dạy các bạn rồi đúng không? Rồi, tiếp tục câu số 4 thầy đi thuyền. Đúng rồi. Câu số 4 là câu khó nè. Plane crash là gì? Em đoán thử coi plane là gì? Từ nào đến plane? Thầy xin lỗi Duyên đây. Survival này đúng không? Rồi, các bạn nào có đáp khác không? Có đáp khác không? Hả? Người sống sót đúng không? Đó. Survivor. Ý em là như thế này đúng không? Rồi, ai chọn cái trên? Có ai chọn trên không? Em chọn trên. Còn ở dưới? Các bạn chọn ở dưới hả? Còn gì khác nữa không? Không phải chia nữa chứ, đúng không? Survivor, thêm S cho thầy chứ, đúng không? There were mà, đâu phải there was gì đâu, được chứ? Đó, biến thành số nhiều thôi. Mình nói chung chung thì biến thành số nhiều. There were no survivors. Survival này đó chính là sự tồn tại, được chưa? Đó là sự còn sống gì đó. Còn survivor là những người ở đây còn sống sót, được chưa? Đó, biến thành số nhiều thầy. Thì con này dễ thầy đi viên. Official là gì mới đó? Chính thức là chính thức đâu liên quan gì nữa đâu. Official là S mà. Cái gì? Không phải văn phòng, đó là phải office đâu. Đó chính là gì? Còn chính phủ, chính quyền, được chưa? Đó, nhưng mà mấy đứa khỏi biết mấy cái từ đó. Những cái từ đó liên quan chính trị thì các bạn khỏi không biết. Đó. Đúng rồi, hiểu như vậy là được. Được chưa? There were no survivors. Không có ai sống sót trong cái vụ tai nạn máy bay. Được chưa? Plane crash, nhớ thầy plane crash nha các bạn. Nhớ thầy học thầy cụm plane crash. Tai nạn máy bay. Vụ nổ máy bay cũng được các bạn, vụ nổ máy bay cũng được. Nghe ghê quá ha. Rồi, tiếp tục câu số 5 giúp thầy đi Huyền. Nó đang mang chức năng là gì? Habitat là tính từ rồi. Thì chắc inhabitat thì chắc chắn sau habitat nó phải là một cái danh từ rồi. Còn điều không có destruction nó phải là gì các bạn? Destruction ha. Destruction đó chính là cái sự tàn phá. Destruction. Sự tàn phá, sự hủy diệt biết rồi hả thầy?
destruction, sự tàn phá, sự hủy diệt. Rồi cái mấy cái locking là gì mấy đứa có biết không? Oil and gas drilling thì nghĩa mấy đứa Phật không biết đi. Bởi vì những cái từ này nó học thuật mấy đứa Phật không biết. Sau này dạy kỹ xong. Mấy cái vụ mà tràn dầu rồi khai thác gỗ này nọ kiểu thì nó đều dẫn tới cái việc đó chính là sự tàn phá về môi trường sống các bạn ha. Habitat destruction đó chính là cái sự tàn phá môi trường sống. Rồi tiếp tục cho thầy đi Bình. Vậy thầy là vulnerable. Vulnerable thôi. Thì con này thì cứ thầy nè. Càng nhiều loài biến mất thì càng thì cái gì mới càng cái gì hệ thống toàn bộ hệ thống sinh thái sẽ càng đúng rồi bị tổn thương, đúng rồi dễ bị gọi là tổn thương rồi chứ dễ bị gọi là chịu nhiều tác động để cho các bạn vulnerable là chịu tác động hoặc là dễ bị tổn thương ha. Rồi vulnerable, rồi các bạn nhớ vulnerable đi theo dưới từ gì biết sao, ví dụ thầy rất là dễ bị gọi là nhạy cảm với những cái thời tiết lạnh. Được chưa? Giống allergic thầy tên dạy các bạn là vulnerable to ha. Rồi tiếp tục câu số 7 với thầy luôn đi em. Poacher, poacher như thế nào? Ở trên máy chứ thầy ha, poachers. Đó chính là gì em Trân? Dạ, những người đi săn. Những người đi săn, nghe nói nó tích cực quá vậy. Những kẻ săn bắt trái phép. Được chưa? Đó, những kẻ, những người, trời ơi em thích người ta lắm sao vậy? Rồi rhino sẽ có gì em? Em có đầy giác. Rồi horn là gì? Rồi chưa? Em có bao nhiêu sừng vào trong? Rồi có số 8 này luôn đi em. Protect mình đang còn chắc chắn một cái động từ ha các bạn. Rồi vậy con này em chơi với thầy coi. Tàn phá, được chưa? Đó, các bạn nhớ conservation group là những cái tổ chức bảo tồn hay nhóm bảo tồn cũng được. Đó, nhớ thầy nha, tính từ của nó là vẫn là conservation. Rồi, tiếp tục câu số 9 giúp thầy luôn này Hiếu. Population. Hay là population, mình đang cộng một danh từ đúng không? Population. Ai có ý kiến khác? Popularity hay population? Trang chọn popularity đúng không? Em chọn gì? Em chọn gì Nhật? Popularity. Quỳnh. Các bạn coi này, drop sharply là drop là gì? Drop sharply là cái vế phía cuối là gì? Giảm gì? Ở giảm mạnh thầy dạy các bạn đúng không? Đó, tôi dạy các bạn kiểu sharply rồi. Drop sharply, giảm mạnh nè. Được chưa? Đó, giảm mạnh thì chắc chắn là cái sự phổ biến hay là dân số quần thể của nó. Population nữa, đúng không các bạn? Đó, phải population nhưng phải popularity, đúng rồi đó. Mặc dù nó cùng chung một cái gọi là cái tiền tố pop gì đó đúng không? Đó, thì sẽ population cho thầy. Thì câu này là dịch cho thầy đi em. Bởi vì sự săn bắn và chiến tranh thì dân số của loài quê đang giảm xuống mạnh. Nó đã giảm mạnh, được chưa? Poaching là danh từ các bạn ha, cái sự săn bắt. Rồi con số 10 với thầy đi. Tết. Có dụ là extinct luôn hả em? Tính từ của extinct là gì? Extinction là gì? Extinct thôi, không còn tịch nữa em. Được chưa? Đó, become extinct thôi được rồi. Được chưa? Đó, không có extinct đâu nha. Nhầm rồi. Thì con này chỉ cho thầy đi em. Cái con đu đu quá. Năm. Mấy đứa biết con chim đu đu không? Ôi lớp mạng sao? Chứ thầy biết mô tả nó như thế nào. Rồi, tiếp tục. Giờ mình làm cái bài điền từ phù hợp vào những từ có sẵn các bạn ha. Rồi. Câu số 1 làm cho thầy đi Duyên. Những cái bài này đầu tiên các bạn phải xác định mình đang cần từ loại nào. Rồi nếu mà được thì các bạn, nếu mà chưa biết thì các bạn phải coi nó đang tích hay tiêu cực. Được chưa? Ủa chưa làm hả? Không, thầy em có bỏ câu người quen. Em tưởng có, em nghĩ câu đó là bị động. Ủa bị động làm gì?
Nhưng mà tại sao suy nghĩ tính từ của extinction là gì em? Tính từ của extinction là gì? À, thì tính từ thì nó có two-way equals thôi, đúng không? Đó, nhưng mà động từ của extinct là gì? Ai biết được? Thầy dạy rồi. Đúng rồi, giỏi. Extinguish, extinction mang nghĩa là gì Huyền? Dập tắt. Được chưa? Dập tắt thường là dập tắt đánh lửa. Các bạn học từ thầy ha, extinguish. Được chưa? Mấy bạn có thể liên tưởng được dập tắt là như thế nào là nó hết luôn rồi. Thì tưởng tượng là bị tuyệt vời, động vật nó tuyệt chủ, extinguish, động từ. Dập tắt nó đồng nghĩa với một cái collocation, một cái phrasal verb nào ai nhớ? Cái gì? Put đúng rồi, thầy đúng rồi, put gì? Đúng rồi, put out. Được chưa? Đó, extinguish đồng nghĩa với put out. Học luôn thầy, dạy cho dạy rất nhiều lần rồi đúng không? Đó. Rồi, ổn chưa Phiên? Câu đó ổn chưa? Rồi, extinguish nha. Rồi, bài số 5, các bạn làm chắc làm hết rồi ha. Vậy các bạn Duyên làm thầy câu số 1 đi nha. Ủa, em đó. Câu số 1. Rồi, có bạn nào nãy giờ bài có chỗ nào chưa kịp chỗ nào không? Để thầy nói lại nha. Có chưa kịp chỗ nào nè? Rồi, có chữ species nó quá dễ, các bạn chơi thầy endangered. Chứ đừng có đùng đùng chơi danger rồi cái là thầy khóc luôn nha mấy đứa. Không vụ danger species đâu nha. Đó, danger, endangered species, rồi dịch cho thầy đi. Nhiều người nghĩ rằng số tiền dành cho bảo vệ những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng thì nên sử dụng cho cải thiện được đời sống của người dân địa phương. Đúng rồi, dạ, thầy cảm ơn em. Rồi, câu số 2 cho thầy luôn đi. Có ọt thì chắc chắn sau đó là một cái danh từ rồi. Extinction. Classify mang nghĩa là gì các bạn? Phân loại thầy dạy rất là nhiều lần rồi đúng không? Classify. Scale là gì? Quy mô. Được chưa? Rồi, nhưng mà ví dụ trước thầy dạy các bạn. Scale. Ví dụ như là 1 to 10. Câu này mang nghĩa là gì? Trên thang điểm từ 1 tới 10. Vậy trên thang điểm là dùng giới từ gì? Chắc chưa? Có on a scale thôi, được chưa? Đó. Lâu lâu nó cũng là trên nhưng mà đôi khi tiếng Anh nó không có những giới từ đó người ta không dùng cái trên, cho nên là mấy đứa không thể lúc nào cũng gọi là đánh đồng từ tiếng Việt sang tiếng Anh được. Nhưng mà trong trường hợp này là on a scale, viết vào đây ha. Trên thang điểm từ 1 tới 10, được chưa? Đối với cái trường hợp này, câu này nó về cái status scale đó là một cái từ nó khá là học tục, cho nên các bạn không biết. Thì chỉ biết là những loài động vật nó được xếp hạng là gì đây? Là CO, đây là một từ viết tắt, các bạn biết viết tắt nó là gì hết chưa? Thì nó đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, được chưa? Đó. Bên bờ vực tuyệt chủng là gì mới đó? Đúng rồi, on the verge hoặc là gì nữa? Đúng rồi, on the verge hoặc là on the brink, được chưa? Những từ chắc chắn nó sẽ ra trong đề thi cho mấy đứa của mấy đứa. Cái gì đó bên bờ vực tuyệt chủng, extinction hả? Rồi tiếp tục con số 2 các thầy luôn đi nhập. Con số 3 xin lỗi. Vulnerable được đọc vulnerable, chờ nhắn vô thứ máy nhớ nha. Vulnerable nhắn vô âm tiết thứ nhất, được chưa? Vậy con này em chơi với thầy nè, particularly mang nghĩa là gì mấy đứa? Đặc biệt đi, cụ thể hoặc đặc biệt, chơi cái nào cũng được ha, cụ thể hoặc đặc biệt. Cụ thể hoặc đặc biệt, nhưng mà đối với trường hợp này phải dịch là gì? Đặc biệt, dịch cho thầy đi nhỉ. Hay là người già là chị em là thường là đặc biệt dễ bị tổn thương, dễ bị bệnh phổi ở trong cái nhận là đó. Vulnerable to, đó là mình không để gì dễ bị tổn thương, kiểu như là gì dễ bị tác động bởi là được rồi đó, nhớ thầy ha. Particularly vulnerable. Rồi tiếp tục câu số 4 thầy luôn đi đoan. Post, được chưa? Vậy cho thầy nè. Những con thì thường bị săn bởi nhà của chúng. Sắp sợ gì? Săn để lấy gì? Nhà. Thầy nghe thành nhà, đúng rồi, nhà các bạn. Rồi, voi thường bị săn bắt để lấy nhà, trong khi mấy con kia chắc biết hết rồi đúng không? Thầy cảm ơn, biết rồi, khỏi việc nhé. Rồi con số 5 thầy luôn đi lân. Thì con số 5, con số 6 nó bị thầy để bữa sau mình làm lại các bạn, bởi vì thầy để bị thiếu rồi, tính sau đi. Rồi bây giờ mình làm tìm từ đồng nghĩa rồi mình nhảy sang cái bài kia nữa là xong.
Rồi, tìm từ đồng nghĩa này luôn đi luôn. Cái câu đầu tiên là chữ post. Câu đầu tiên là chữ post. Hunt, hunted ha. Được chưa? Thì câu này chỉ cho thầy nè. Mình coi từ đầu có cuối rồi bắt đầu mình dịch. Ủa giờ mấy giờ rồi mấy đứa? Thầy không biết con mấy giờ này? 7 giờ mấy? Ủa nó như cái giờ nó bị ấy rồi đúng không? Ủa 8 giờ mấy rồi hả? À mình học tới 8 rưỡi. À ok thầy nha. Rồi thầy tưởng 8 giờ nghỉ. Dịch cho thầy đi. Hàng trăm nghìn con voi bị săn bắt trái phép, nghề của chúng bán. Profit là gì? Bán để lấy gì? Người ta bán nghề để làm gì? Mình đoán đi. Cái này liên quan về gì? Dự đoán thầy đi. Người ta bán để lấy gì? Để làm gì? Lợi nhuận cho mình thôi, được, mình dễ hiểu mà, được chứ? Profit là lợi nhuận, đi theo với ví dụ. Đây là một cái danh từ. Lợi nhuận hoặc là gì? Lãi. Được chứ bạn? Đó, nhưng mà mình nói là mình kiếm được lợi nhuận. Cái này là danh từ nha. Cái này không phải là động từ. Được chưa? Nhưng tạo thành động từ thì buộc phải đi theo với động từ gì mới được. Đúng rồi, make a profit. Được chưa? Make a profit. Được chưa? Đó. Thì cái này mới là gì? Kiếm được lợi nhuận là động từ là make nha các bạn. Cái nào khó chơi mát cho thầy đi. Rồi thì câu này là gì? Illegally post, săn bắt trái phép. Rồi làm thầy. Rồi quay lại median câu số 2. Gạch chân thầy diversity đó. Variety quá dễ rồi ha. Thì không còn nói nhiều đó. Rồi tiếp tục câu thầy nhắc lại câu số 2. Diversity đồng nghĩa variety ha. Thầy ai cũng biết rồi. Câu số 3 thầy luôn đi em. Câu B câu này thầy từng dạy các bạn rồi đúng không? Conservation đồng nghĩa protection. Câu B dịch cho thầy đi em. Cái loài sa lê nó bị đe dọa gián tiếp bởi cái sự không gì là nó không được chú ý đủ và được đầu tư vô những cái sự bảo tồn. Thì câu này insufficient attention kiểu như là không nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Được chưa? Đó, insufficient là không đủ, nhưng mà hay là gì? Sự chú ý thì nó không đủ thì vẫn chỉ hay lắm, không được nhiều là được rồi. Insufficient là ai cũng biết nghĩ rồi ha, không đủ. Đồng nghĩa từ gì mấy đứa? Không đủ đồng nghĩa từ gì? Em gì? Inadequate. Inadequate. Được chưa? Đó, nhưng mà biết từ vẫn được rồi. Bởi vì không biết cái phát âm ha, inadequate. Được chưa? Đây là không đủ đồng nghĩa với insufficient. Dạy rất nhiều lần rồi, ai quên thì biết lại thầy. Những từ này rất là dễ ra. Vậy trái nghĩa của nó là gì? Đủ là gì? Bỏ ít thôi. Rồi, tiếp tục cho thầy câu số 3 với thầy đi. Câu số 4 với thầy rồi. Trang. Phải không? Trang rồi đúng không? Hay là gì? Trang. Đúng rồi, vulnerable. Câu C. Được chưa? Vulnerable đồng nghĩa với susceptible đồng nghĩa là gì các bạn? Y chang, dễ bị tổn thương, dễ bị tác động. Được chưa? Câu này câu khó nha. Nhớ mặt chữ là được rồi. Đó, thì con này em dịch cho thầy đi Trang. Con là một động vật dễ tổn thương nhất mà. Khi nó gần ở và tìm đường lớn nữa. Đúng rồi, đó. Thường thì bị là như năm mấy đứa, bị gì đây? Bị những loài động vật khác săn bắt. Nhưng mà nó bị gọi là mất giảm số lượng nhiều nhất đối với trường hợp nào? Người ta bắt nó về nhà. Biết bắt rùa để làm gì nữa. Rồi, câu số 5 giúp thầy. Amphibian là con gì mấy đứa biết không? Ớt là loài động vật gì? Đúng rồi, lưỡng cư. Thì mấy ai thích thì học từ đó. Amphibian loài lưỡng cư ha, làm thầy đi xuyên. Câu này gạch chân cái extinction rồi đó. Câu đề extinction là các bạn khỏi còn đọc câu câu đề mấy đứa làm cũng được. Đồng nghĩa câu đề disappearance. Rồi câu số 6. Câu C quá dễ rồi. Endanger đồng nghĩa với threaten. Thì ai cũng biết rồi ha. Sắp bị tuyệt chủng thì kiểu như là nó bị đe dọa. Được chưa? Rồi. Thì thầy có threat là động từ ha, còn danh từ sự đe dọa là gì các bạn? Threat. Đây là một cái danh từ nha. Nhưng mà đi theo với một cái cụm collocation đó chính là gì? Có một cái mối đe dọa đối với cái gì đó. Pose, đúng rồi, giỏi. Pose a threat gì nữa? To
được chưa? Đó, ai mà quên thì viết vào thầy. Pose a threat to là có một cái mối đe dọa đối với cái gì đó. Thì cụm này là năm vừa rồi trường của mấy đứa ra một câu tìm từ đồng nghĩa đó mấy đứa. Tại biết sao học sinh được thi năm ngoái câu nào tổng nhớ chưa? Pose a threat to. Rồi threat nó sẽ đồng nghĩa với danger nhé các bạn. Sự nguy hiểm. Thì ai không biết rồi ha. Nhưng mà học có pose a danger to, pose a threat thôi. Rào câu tiếp tục. Câu số 7 với thầy luôn đi em quần. Đọc từ evil. Evil đang nghĩa là gì? Đoán đi ha, đoán đi. Bây giờ thầy cho các bạn một câu chuyện đi. Đó chính là cái gì? Các bạn chắc biết coi Pokemon rồi ha. Một khi ví dụ một con Pokemon nào đó mà bắt đầu phát sáng, còn bất ai cũng bất luôn. Thì nó đang gì đây? Tiến hóa, được chưa? Đó, evil. Nhắn vô thứ hai ha. Đó chính là tiến hóa, được chưa? Đó, động từ nha các bạn. Một khi tiến hóa thì chắc chắn nó tiến hóa tốt hơn hay tệ hơn thì chọn thầy tìm từ đồng nghĩa đi em. Developed, được chưa? Đó. Rồi tiếp tục câu số cuối cùng rồi, hai bên sẽ chọn gì lẹt 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 hai luôn nè. Thay sập living quá là dễ rồi. Rồi mình nhảy sang cái bài tiếp tục, bài kia. Bài này mấy đứa làm chưa? Làm rồi ha. Nó phù hợp về nghĩa thì mấy đứa chơi chứ không nhất thiết là gọi là mấy nó có thể lặp lại cũng được không sao. Rồi câu đầu tiên nè, những bài này rất là dễ ra mấy bài 15 phút đó mấy đứa. Rồi câu số 1 mới dần tới ai ta? Bình hả? Ok Bình là thầy câu số 1 đi Bình. Thầy câu 1 là the more you water this plant, the faster it will grow. The more you water this plant, the faster it will grow. Vậy câu này gì chính thầy nè? Là càng tưới nhiều nước cho cái cây này thì nó sẽ càng lớn hơn. The more và cái phía sau là the gì đây? The faster. Thầy giờ the better được không? Được, the faster better thì cái nào cũng được mấy đứa. Nhưng mà chỉ chọn một trong hai cái thôi nha. Đừng bị lặp nha mấy đứa, đừng có bị lặp. Bị lặp là trừ điểm đó. Rồi câu số 2 luôn đi. Tờ răng. So yeah. Ủa nhưng mà thấy coi 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. À chắc mình lặp được, mình lặp được cái phần này mình lặp được nè. The gì đây, đọc lại nè, the more và phía sau là the gì đấy? Đúng rồi, the less. Bạn càng ăn nhiều thức ăn nhanh thì bạn càng ủa xí. Đúng rồi, thì bạn còn bị cái thường cái sức khỏe của bạn bị tác động chẳng vậy. Đó. Rồi, the more the less các bạn. Rồi tiếp tục câu số 3 theo thầy luôn đi Tâm. Đúng rồi, giỏi thì cho thầy nè. Đúng rồi, đó thì cái này mình không dịch là càng tốt thì phải càng nhiều các bạn khắc khe em ha. Đó, ok. Luật mà chống lại nạn săn bắt trộm nó càng khắc khe thì kiểu như là cơ hội sống sót của những loài động vật sắp bị tuyệt chủng nó càng cao. Cái gì? Cái cơ hội sống sót, đúng rồi, chính xác. Đó rồi, câu số 4 thầy luôn đi Hiếu. Thì câu này dịch là gì em? The more hay là có được đồ gì mấy đứa? The higher. Được chưa? Mình lặp lại được mà. Được chứ? Nếu mà the more thì demand đến được không? Demand đến được không? Được. Demand là nghĩa là gì? Cái yêu cầu đến được mà. Được chưa? Mà một khi em chơi the more thì phải danh từ đến được thì nó phải biến thành số nhiều. Được chưa? Đó, cho nên là mình phải suy nghĩ kỹ phần này nữa. Nếu mà demand nó thêm mé đó, em chơi the more thoải mái. Được chưa? Thì phải the higher, the demand. Là chưa for ivory, ủa, ivory products là gì? Ivory products gì mấy đứa? Sản phẩm nào từ Nga, nhưng mà hồi nãy thầy dạy các bạn tiếng Nga là từ gì? Ủa vậy nhưng mà phân biệt của thầy touch và ivory đi. Ừ, touch là cái Nga của con voi. Còn cái ivory là cái gì? Là cái gì? Nó mang chất liệu là Nga. Nó có thể là vừa là Nga con voi, vừa là Nga giả. Nghe mình tự nhân tạo đó mấy đứa. Được chưa? Đó, ok ha. Thì nhớ thầy ivory touch là như vậy. Rồi, tiếp tục. Câu cuối cùng rồi đúng không? Câu phía sau là gì? The gì em? Ủa, the higher luôn rồi hả?
Ủa trong con này nó có chữ faster không? Nó bị thiếu. Ờ đúng rồi. Vậy con này chọn gì? Phía sau chọn gì? Hai ơ nữa. Phía đầu là hai ơ, phía sau hai ơ nữa hả? Ờ faster thầy chứ đúng không? Đó. Đó nhưng mà dễ làm tùm lum tùm la hết giờ. Và câu cuối cùng chốt lại câu cuối cùng nè. Hoặc là đơn gì nữa? Ờ, the better, chứ được. Cái đầu tiên là the harder, cái phía sau là better hoặc là the higher. Chơi cái nào cũng được. Những bài này mình có thể lặp lại. Đúng là bây giờ mình phải sửa câu cuối là nó vừa phù hợp và vừa xong đúng bạn mà thôi. Hôm nay học tới đây thôi được rồi, bữa sau học tiếp. Hả? Ủa sao the better được? Bởi vì sao cài? À, bắt được em, đúng rồi, được. Dạ.